Xin chào các bạn, chào mừng bạn quay trở lại với Top Sao Hàn, kênh tổng hợp tin tức về những ngôi sao K-pop. Và ngay sau đây sẽ là những thông tin đáng chú ý có trong ngày. Mới đây thì Jisoo đã đăng tải một video chúc ngủ ngon đến người hâm mộ trên mạng xã hội. Tại đây cô nàng cũng dành thời gian để trò chuyện với các fan. Nữ thần tượng tiết lộ nhiều điều thú vị về cuộc sống của mình. Tuy nhiên thì điều chiếm spotlight hơn cả chính là gương mặt mộc đẹp xuất sắc. Jisoo từ khi debut đã gây ấn tượng với phi rùa trong sáng dịu dàng như một nàng tiểu thư đài các. Tuy nhiên mỗi khi nhìn ngắm gương mặt của cô nàng thì người hâm mộ vẫn phải trầm trồ không ngớt. Góc máy cận mặt và không son phấn vốn là nỗi ám ảnh của nhiều cô gái. Thậm chí các nữ thần tượng cũng hiếm khi lựa chọn kiểu chụp này bởi dễ làm lộ khuyết điểm trước ống kính. Tuy nhiên Jisoo lại không hề e ngại điều đó. Nữ thần tượng tự tin dùng cận mặt để người hâm mộ có cảm giác gần gũi hơn. Jisoo trên sân khấu hay trong các xuất hình thời trang khí chất ngút ngàn. Khi xả vai trở về với cuộc sống đời thường, cô nàng vẫn duy trì phong độ đáng ngưỡng mộ. Cởi bỏ lớp son phấn nặng trịch, gương mặt thon gọn với ngũ quan thanh tú hài hòa của mỹ nhân nhà Blackpink càng thu hút ánh nhìn. Dù đang nằm nên tóc Jisoo có chút rối bời, song chi tiết nhỏ này càng làm nữ idol trở nên bình dị hơn và đầy sức hút. Người hâm mộ không thể rời mắt khỏi nhan sắc mỹ miều bất chấp lớp son phấn đã bay màu của nữ thần tượng. Dù biết cô nàng xinh đẹp nhưng lộng lẫy cả trong những khoảnh khắc đời thường mộc mạc như thế này, không hổ danh là nữ thần. Sau 5 năm debut cùng Blackpink, Jisoo lại càng hoàn thiện ngoại hình, từ gương mặt cho đến vóc dáng giờ đây khó có thể chê bai điểm nào. Đây không phải lần đầu tiên Jisoo khoe mặt mộc trước ống kính, cô nàng được biết đến là người yêu thích phong cách năng động và thoải mái. Chính vì vậy, nữ thần tượng cũng thường xuyên để visual tự nhiên và tự tin thể hiện điều đó trước người hâm mộ. Thế mới nói Jisoo xứng đáng là nữ thần visual của thế hệ Gen 3, luôn xuất hiện trong top những gương mặt đẹp nhất. Các chuyên gia phẫu thuật thẩm mỹ cũng từng cho biết, nhiều người mong muốn sở hữu gương mặt và làn da giống như Jisoo. Khí chất của một idol xen lẫn diễn viên, Jisoo nếu được YG đẩy mạnh hoạt động ở cả hai mảng này, chắc chắn sẽ thành công vang dội. Những hình ảnh xinh đẹp của Jisoo vẫn đang được người hâm mộ khen ngợi không ngớt lời. Nữ thần tượng lên hương cả nhan sắc lẫn sự nghiệp, cô nàng đã phá bỏ định kiến bình hoa di động với thành viên đảm nhận vai trò visual trong nhóm. Điều này khiến người hâm mộ vô cùng tự hào và hãnh diện. Chúng mình là Top Sao Hàn và bạn đừng quên like, share cũng như subscribe để cập nhật những tin tức mới nhất có trong ngày nhé. Xin chào và hẹn gặp lại!